Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách khắc phục lỗi bảng bị nhảy trang trong quật Giả sử như ở đây tôi có một bảng. Dưới bạn của tôi á nó có một khoảng trống rất là lớn. Khoảng trống này á nó có thể là chứa thêm được các dòng được nữa. Tuy nhiên, bạn của tôi nó lại nhảy sang trang kế tiếp chứ nó không chịu là hiển thị xác đối với dòng ở trên mà nó chừa ra một khoảng trống rất là lớn. Nếu mà các bạn để như thế này á nhìn rất là xấu và mất thẩm mỹ. Ngoài ra khi các bạn chúng ta in ra Nó còn tốn giấy nữa Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cách khắc phục lỗi bảng bị nhảy trang trong Word Cách làm cụ thể như sau Đầu tiên các bạn chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ bảng Bằng cách là các bạn chúng ta rê chuột vào bảng này Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào dấu cộng Nó nằm ở phía trên bên tay trái các bạn chọn vào Thì lúc này toàn bộ bảng sẽ được quét chọn Rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào bảng Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào mục là Table Property thì lúc này á nó sẽ xuất hiện một hộp thoại có tên là Table Property tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab là Row sau đó ở mục Option này các bạn chúng ta sẽ tích vào mục là Allow Row to Edit các bạn nhớ tích vào tùy chọn đó là Allow Row to Edit sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào OK này thì các bạn thấy lúc này á dòng kế tiếp á nó sẽ nhảy lên và nó xóa cái khoảng trống vừa rồi đó, lúc này bạn của tôi nó sẽ không bị nhảy trang nữa và nó sẽ hiển thị là liền mạch luôn chứ không nhảy trang như lúc ban đầu nữa đây là cách đầu tiên bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai giờ tôi sẽ undo qua trở lại này cách thứ hai á các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha thay vì các bạn chúng ta quét chọn toàn bộ bảng á thì ở đây các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào dòng mà bị nhảy trang á đó. đó các bạn quét chọn vào sau đó các bạn bấm phải chuột Chọn vào mục là Table Property Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab là Row Sau đó ở đây Ở cái mục Option đó Các bạn chúng ta sẽ tích vào tùy chọn là Allow Row to merge Chọn vào OK Thì lúc này á Bạn sẽ không bị nhảy trang nữa Như vậy là trong video này tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cách khắc phục lỗi bạn bị nhảy trang trong Word Nếu thấy video hay hiểu đó Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.